Cô Yến thân chào các em đến với tiết tập làm văn. Để học tốt tiết học, các em cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở, bút viết, ngồi học ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình TV, tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Nếu các em chưa có sách giáo khoa thì hãy truy cập website hành trang số .nhasuatbangiaoduc.vn. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Trước khi bước vào bài học, cô muốn các em tham gia trò chơi thử tài bạn. Bạn nào có thể nêu cho cô cấu tạo bài văn tả cảnh? Đúng rồi đấy các em, một bài văn tả cảnh gồm có 3 phần: mở bài, giới thiệu cảnh sẽ tả, thân bài tả từng bộ phận của cảnh hoặc tả cảnh theo trình tự thời gian, và kết bài nêu cảm nghĩ của em về cảnh sẽ tả. Như vậy, ở tiết trước các em đã học cấu tạo của bài văn tả cảnh, và trong tiết học này các em sẽ dựa vào cấu tạo của bài văn tả cảnh để thực hành lập dàn ý cho một bài văn tả cảnh qua tiết luyện tập tả cảnh. Trước tiên, cô mời các em thực hành hoạt động sau: đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét. A. Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? B. Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào? Và C. Tìm những chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả. Chúng ta hãy cùng đọc bài và suy nghĩ trả lời 3 câu hỏi này nhé. Buổi sớm trên cánh đồng, từ làng Thủy đi tắt ra cánh đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh, giữa những đám mây xám đục, vòng trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xóa ngang vai của Thủy. Những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy, làm bàn chân nhỏ bé của em ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẻ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới liền trên cánh đồng. Lúa mùa thu đang kết đồng. Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố theo lưu quang vũ. Các em vừa đọc bài văn buổi sớm trên cánh đồng, các em hãy bấm nút dừng và suy nghĩ trong thời gian 5 phút trả lời 3 câu hỏi mà cô đã đưa ra nhé. Vậy theo các em, tác giả đã tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? Đúng rồi các em, tác giả tả cánh đồng lúa buổi sớm, vòng trời, những giọt mưa, những sợi cỏ, những gánh rau, những bó huệ của người bán hàng, bầy sáo liền trên cánh đồng lúa đang kết đồng và tả mặt trời mọc. Vậy tác giả quan sát những sự vật đó bằng các giác quan nào? Các em thử suy nghĩ xem nào. Tác giả quan sát bằng các giác quan. Thứ nhất, đó là bằng cảm giác của làn da, xúc giác thấy sớm đầu thu mát lạnh. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên khăn và tóc, những sợi cỏ đẫm nước làm ướt lạnh bàn chân. Và bằng thị giác, thấy mây xám đục, vòm trời xanh vòi vọi, vài giọt mưa thoáng rơi, người gánh rau và những bó huệ trắng muốt, bầy sáo lượn chấp chới trên cánh đồng lúa đang kết đồng, mặt trời mọc trên những ngọn cây xanh tươi. Vậy các em thấy tác giả đã quan sát sự vật bằng xúc giác, bằng thị giác, bằng mắt. Và ngoài ra, điều gì đã giúp cho bài văn buổi sớm trên cánh đồng thêm hay và sinh động? Đúng rồi đấy các em, tác giả đã sử dụng những từ ngữ gợi tả để giúp cho cảnh buổi sớm trên cánh đồng thêm hay và sinh động. Vậy các em hãy học theo nhà văn Lưu Quang Vũ để thực hành lập dàn ý một
bài văn tả cảnh buổi sáng, trưa, chiều, trong vườn cây hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy nhé, để giúp các em có cảm xúc khi thực hành lập dàn ý. Cô mời các em cùng xem đoạn phim về cảnh một khu vườn thật là xinh đẹp và thơ mộng vào buổi sáng. Nào, chúng ta cùng xem phim nhé. Như vậy, trong bài này, yêu cầu của bài là lập dàn ý bài tả cảnh một buổi sáng, trưa, chiều, trong vườn cây hay trong công viên, trên cánh đồng, trên đường phố, nương rẫy. Thì các em có thể chọn tả cảnh một buổi sáng trong vườn cây, một buổi sáng trong công viên, một buổi sáng trên đường phố, một buổi sáng trên cánh đồng và một buổi sáng trên nương rẫy, vì đây là đề bài mở đấy các em. Vậy các em hãy suy nghĩ cách lập dàn ý cho bài văn này nè. Cô cũng có sơ đồ để giúp các em thực hành tốt lập dàn ý bài văn tả cảnh. Đối với cảnh khu vườn thì phần mở bài mình sẽ giới thiệu khu vườn. Thân bài mình làm gì nè? À đúng rồi, mình miêu tả bao quát khu vườn. Bao quát gồm khu vườn rộng, rất nhiều loài cây kiểng và hoa, bầu trời và những đám mây xanh ngắt, mặt trời chiếu sáng chói chang, chim kêu rạ rích. Và chúng ta có thể miêu tả chi tiết khu vườn ở phần tiếp theo như sau: khu cây kiểng và hoa có đặc điểm gì nổi bật, khu cây ăn quả như thế nào, và khu trồng rau có đặc điểm gì. Hoặc chúng ta có thể miêu tả chi tiết khu vườn bằng cách theo trình tự thời gian. Buổi sáng thì khu vườn thế nào, buổi trưa khu vườn ra sao, buổi chiều khu vườn thế nào, và buổi tối thì khu vườn chìm đắm trong màn đêm ra làm sao. Kết bài chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ của em về khu vườn. Chúng ta có sơ đồ gợi ý về cảnh cánh đồng lúa để lập dàn ý. Mở bài chúng ta sẽ giới thiệu cánh đồng lúa. Thân bài chúng ta tả bao quát cánh đồng, và bao quát chúng ta tả cánh đồng rộng hay hẹp, sát với những nơi nào, địa điểm nổi bật của nó. Và phần thứ hai trong phần thân bài, chúng ta tả cụ thể bộ phận của cánh đồng, cách bố trí cây trồng, khung cảnh chung của cánh đồng, và có yếu tố cảnh con người làm việc để cho khung cảnh thêm sinh động các em nhé. Vậy cô đố các em, ngoài gợi ý tả cụ thể bộ phận của cánh đồng, chúng ta có thể tả chi tiết bằng cách nào nè?
Các em hãy suy nghĩ trong thời gian một phút nhé. Đúng rồi, chúng ta có thể tả cảnh cánh đồng theo trình tự thời gian: buổi sáng cánh đồng như thế nào, buổi trưa cánh đồng ra sao, buổi chiều, buổi tối. Và phần kết bài là cảm nghĩ của em trước cánh đồng. Như vậy các em vừa thực hành lập dàn ý bài văn tả cảnh. Qua hoạt động này các em cũng đã nắm được năng lực văn học, đó là biết lập một dàn ý chi tiết tả cảnh. Và năng lực ngôn ngữ, đó là có năng lực tìm các từ ngữ gợi tả, sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa để giúp cho khung cảnh mình tả thêm sinh động. Cô tin chắc rằng với những năng lực đó sẽ giúp các em thực hành tốt viết đoạn văn tả cảnh cũng như bài văn tả cảnh ở các tiết học sau. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô có một số dặn dò các em như sau. Các em hãy xem lại cấu tạo bài văn tả cảnh và chuẩn bị bài luyện tập tả cảnh. Dựa vào dàn ý mà mình đã lập ngày hôm nay, tả buổi sáng, trưa, chiều trong vườn cây, trong công viên, trên đường phố, thì các em hãy suy nghĩ chuyển một phần trong dàn ý thành đoạn văn tả cảnh các em nhé. Cô chào tạm biệt các em, chúc các em chăm ngoan học tốt và thật nhiều sức khỏe. Các em nhớ ăn uống đầy đủ và chăm luyện tập thể dục và thực hiện 5K để phòng bệnh COVID-19 các em nhé. Thân ái chào các em.